Ở quê mới yên tĩnh thế nhỉ? Nói vang đi ra ngoài này không thấy ai nói cái gì luôn, nó không thấy cái xe nó chạy. Cây ở đây cũng kiểu gì nhỉ? Cái này cũng là cây cổ ông cắt thu lại đây này. Nuôi cành mới này. Vâng, trước nó bị cắt, mua nó cắt. À, mua là họ cắt rồi đúng không ạ? Thì hôm nay là vừa có một cái việc là về đây đặt tên một số cái tác phẩm, nhưng cũng nhân tiện thì review cho cả nhà cùng ngắm một cái vườn cây nhiều cây xanh cổ lắm. Nó toàn xanh, là toàn xanh, là toàn xanh, vẫn là xanh 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 xanh. Ô thầy ơi, này là có cái vườn này cũng có một cái tác phẩm mà tôi cũng nghiên cứu đặt tên. Đây này, nhưng mà trước khi mà đặt tên thì chúng ta sẽ cùng ngắm lại thêm một cái vườn cây nữa mà đều là những cái cây xanh cổ nguyên bản. Đấy. Thì nói về cái câu chuyện là cái tuổi thì tôi cũng không dám nói nó là bao nhiêu, nhưng mà về nét dáng thì các cụ ở cái vùng này thì cũng đã làm chắc rất nhiều năm rồi. Con này có cả cái điều này đương đại luôn. À, bé bé này cắt yêu rồi. À, chăm khỏe nhé, phân này ác phết đấy. Đây bây giờ mời cả nhà vào đây ngắm cái cây này. Mà trước khi ngắm cái cây kia thì ngắm nốt cái cây này để cho nó cân này. Đây là vườn nhà ai nhỉ anh nhỉ? Thầy 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 đi ra đây xem nào thầy ơi. À, nông dân. À, thầy tên là Khuynh ạ. À. Những cái bộ như này là mình mua về đây lâu chưa ạ? Mua được 3 năm rồi. 3 năm ạ? À? Trước nó cũng ở cái vùng Tiền Hải mình. Vâng, đây cả đúng không ạ? Nó ở xã khác thôi đúng không ạ? Vâng. Ở cái vùng này nó còn nhiều cái cây kiểu như này không ạ? Không còn. Hết rồi ạ? À, ít lắm đúng không ạ? Cây này thì nếu mà tìm nguồn gốc ở trong cái vùng của mình thì là nó khoảng bao nhiêu năm nữa? Này nó tầm 450 năm. Vâng, 450 năm rồi đúng không ạ? Thế thì có thể chỉ gọi là cây thế cổ thôi. Mình chưa gọi là cây cổ đâu. À, cây này cây lão. Nên là một cây lão đúng không ạ? Vâng. Xanh năm điền nhé cả nhà. Nhà mình là chơi cây lâu chưa ạ? Em chơi năm nay khoảng 20 năm. Vâng, thế là thầy chơi 20 năm. Ừ. Thế là ngày xưa từ thời ông bố đẻ ra thầy có chơi không ạ? Dạ không. À, đó là mình về mình chơi đúng không ạ? Thế là mình chơi vì là khi mình có điều kiện hay là mình chưa có điều kiện mình đã chơi ạ? Bây giờ chưa có điều kiện. Chưa có điều kiện là chơi. Vâng. Tập tẻ đi thấy các cụ chơi thì mình học vậy. Vâng. Xong rồi tại sao mình lại chơi cây cổ mà không chơi cây khác? Mình thích cây cổ. À. Các cụ trước ngày là các cụ làm cái lối cổ nhìn nó thích. Vâng. À, nó thích. À, này ạ. Cây này là mình mua lâu chưa ạ? Đây ạ. Cái đấy thì em mua cách đây khoảng 14 năm. À, thầy mua 14 năm rồi. Thế của nhà ở cũng gần đây đấy, đúng không ạ? Vâng, cũng ở cái huyện này. Huyện này của xã khác đúng không ạ? 14 năm. Từ ngày đấy giờ là mình có thay đổi gì không? Cái bể đá này là hai lần chậu. À, thay hai lần chậu ạ.
22 lần chậu. Cây này thì chắc nó nhiều tuổi hơn cây kia chứ không ạ? Nhiều tuổi hơn. Nhiều nhiều lắm không ạ? Cây này nó khoảng 60 năm. Ồ, cây này mà có 60 năm rồi ạ? À, đây là chuẩn luôn đấy. Thế căn cứ ở đâu mình biết là 60 năm ạ? Thì các người có ông cụ ông ấy chơi thì ông giới thiệu ạ. À, ông giới thiệu ông bảo vậy đúng không? 60 năm nhé cả nhà. 60 năm này cũng biến hóa cũng ghê. Như cái bộ bệ này thì đúng là chưa đạt được đến 100 năm. Nó cái chậu tròn. À. Về em thay chậu này. Dạ. Bắt đầu thay chậu. Thế nên là những cái cổ xịn của nó thì cũng hàng trăm năm. Cái này cũng phải 60 năm rồi. Đó cũng là những cây có cái sự biến hóa rất nhiều. Thế thì hôm nay thì về đây được giao, được nhờ giúp một cái việc, đó là đặt tên cho cái cây này. Và từ nay thì muốn là nó thành một cái tác phẩm xanh cổ nào đó, thay vì dùng từ là chung chung gọi là xanh cổ. Đúng không ạ? Chung chung gọi là xanh cổ. Thì hôm nay cũng đặt tên nhân cái kỷ niệm về đây để cho nó một cái dấu ấn, vừa về cái mảnh đất Vũ Thư, Thái Bình, quê hương của tôi. Nhưng tất nhiên là quê của tôi thì ở Quỳnh Phụ. Nhưng mà về cũng thấy là cái cây nó cũng khá là ấn tượng. Nhưng mà nó cũng đang có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Mà nó cũng có nhiều cái chi tiết đường nét nó biến hóa, rất là khó lường. Để trân trọng cái tác phẩm này thì tôi cũng xin đặt một cái tên là Ngũ Phúc Trường Xuân. Là một cái cây xanh năm bông, cổ xịn nguyên bản của các cụ. Mặc dù là cái nét của cái cây thì cũng rất là hóa, rất là biến. Thế nhưng mà cái sức sống của nó thì cũng đang rất là mãnh liệt. À, từ cái bệ thân tay chi cảnh nó cũng đều là thể hiện được cái sức sống rất là tuyệt vời. Đây. Đó. Cây thì năm bông, ngũ phúc. Các cụ gọi là phú quý, thọ, khang, ninh. Và mang năm cái phúc về nhà. Và được gia đình gìn giữ cũng rất là nhiều năm rồi. À, bây giờ thì cũng đến cái thời điểm mà nó có rất là nhiều cái giá trị đi theo. À, thì tôi xin mạn phép chủ nhà đặt tên cái tác phẩm này là Ngũ Phúc Trường Xuân. Cái mong ước để gửi gắm trong cái tác phẩm này rất nhiều. Thứ nhất là ngũ phúc thì là phú quý, thọ, khang, ninh. Trường Xuân là cái sức khỏe, là cái mơ ước lúc nào cây cũng tươi tốt, xanh xanh tươi, nảy nở, đúng không? Đây này, lúc nào cũng có sự kế thừa. Lá già coi như là rụng đi thì lá non lại bật lên. Cái sắc xuân, cái sức xuân nào cũng thể hiện trên một cái cây xanh mặc dù là rất già. Cái một cái ước nguyện rằng là ai sở hữu được cái tác phẩm này thì mặc dù là thân thể có già nhưng mà tinh thần thì vẫn là như thanh niên. Nói gọi là nếu mà vui vui cụ ông nhìn gái vẫn thích. Buổi sáng ngày hôm nay thì đến đây đã ghi hình chi tiết từng cái tác phẩm rồi. Và tôi có nói với lại tất cả mọi người là cái nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay chính về đây là đặt tên cho các cái tác phẩm. Mà những cái tác phẩm này thì sẽ xuất hiện tại Festival Sinh Vật Cảnh Hà Nội lần này. Và cũng giúp cho anh Triều cũng như là anh Hùng, anh Chản là có những cái tên
cho các tác phẩm, để cho mỗi một tác phẩm thì nó có danh. Rồi khi có danh rồi thì dần dần nó sẽ có giá. Bản chất thì nó có giá rồi, nhưng mà vấn đề là muốn giá nó nhiều hơn. Đúng không ạ? Giá nó cao hơn. Đấy, thì tôi sẽ mạnh dạn. Tôi đã mất công về đây thì cứ đặt tên. Thì mọi người cùng ngắm dáng cây này, nhìn cây này, và nghe tôi từ đặt tên xem nó có phù hợp không, đúng nhận sai cãi, để mọi người thấy là nó phù hợp thì ok, không phù hợp thì cho tôi ý kiến, để có thể là tôi cùng với lại các anh ấy tư duy thêm, có thể là thay đổi cho nó phù hợp hơn. À, thì đối với tác phẩm này thì tôi xin đặt tên là Nghi Tâm Hạc Vũ. Sao gọi là Nghi Tâm Hạc Vũ? Bởi vì quay sang mặt bên này thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn. Cây này nó có một cái đặc điểm là cái lưng này. Tôi sẽ sang góc này tôi nhìn chỉ cho mọi người thấy. Nó đây là một nét rất là lạ. Thông thường ấy thì nó một cái thân thì người ta sẽ cắt cái phần này đi. Và trên cái đoạn này nó sẽ vắt lên một cái tử lưng. Nhưng mà cái này thì không hiểu tại sao nó cắt cái này đi và lấy hai cái vai sang hai bên. Và nó dẫn đến tình trạng là cái lưng này nó hơi ngang. Nhưng mà chính vì cái nét ngang này nó mới tạo ra cái nét của cái chữ tâm. Rất là hay. Và cái tâm này thì nó lại nằm ở một cái vị thế rất là chuẩn. Nên là tôi mới gọi là Nghi Tâm. Nghi Tâm là một cái sự uy nghi và sự thần thái của cái chữ tâm. Hạc Vũ là cái thân chủ lên. Nó lại rất là giống với lại cái thân hình con hạc nó đang đứng. Đấy, và đây như mọi người nhìn thấy là cái đầu hạc. Đấy, uống rượu và nhiều và đâu là nó ho. Đây là mọi người nhìn thấy là cái thân nó rất giống như là con hạc cũng đang đứng. Đấy là nên là tôi mới đặt tên cho cái tác phẩm này là Nghi Tâm Hạc Vũ. Hạc Vũ thì là cái cánh bên này và bên kia. Bên kia là cái một là cánh của con hạc, bên này cánh của con hạc nữa. Đây là phần này là phần ức trước. Đây là con hạc Vũ sang hai bên. Đấy. Và dáng là dáng hạc Vũ. Dáng hạc đứng nhưng mà tay thì lại múa, gọi là như là con hạc Vũ. Nhưng mà nằm về bản thể để ghép với cái phần thân sau nên nó thành một cái chữ tâm rất là chuẩn chỉ. Đây là tôi xin đặt tên là Nghi Tâm Hạc Vũ. Tiếp theo thì sang cái tác phẩm này. Ban đầu tôi cứ nghĩ là nó là 5 bông mà sao đếm thành là 6. Có thể là nó sự biến hóa nó thành cái tử. Từ cái tử thêm một bông. Thì các cụ ngày xưa thì cũng tính toán làm cũng rất là có ý. Đấy. Thì tôi xin đặt tên cái tác phẩm này là Xuân Phong Lục Diệp. Ý tưởng là gió xuân. Gió xuân thì tạo ra cái màu sắc và luôn luôn nuôi dưỡng 6 cái bông này. Đây là 6 bông. 6 bông mà luôn luôn có màu xanh. Đấy. Thì cũng chỉ đơn giản là xuân phong, tức là cái gió của cái mùa xuân nuôi dưỡng cái giá trị trên thân của cái tác phẩm, giá trị của một tác phẩm. Nó vừa là 6 cành vừa là 6 bông. Tôi đặt cái cây này thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà hiểu ra thì nó rất là hay. Là xuân phong thì mọi người rồi nó hiểu rồi. Thiên hạ tứ thời xuân tại thủ. Thì cái mùa xuân là cái mùa đẹp nhất. Và mùa xuân thì cho chúng ta rất là nhiều cái cảm hứng, từ thi ca văn học nghệ thuật cho đến đời sống con người. Thì luôn luôn mong muốn đến cái mùa xuân đơm hoa kết trái nảy lộc. Và cây này cũng thế, nó đang có 6 cái bông. Và cái ước nguyện rằng là lúc nào cây nó cũng tốt tươi và nó xinh đẹp và nó tuyệt vời như là mùa xuân. Đấy, mùa xuân thì cho chúng ta những cái giá trị rất là tuyệt vời. Cũng đơn giản vậy thôi. Tiếp theo sang bên này thì chúng ta sẽ
À, ngắm cái tác phẩm thì tôi đặt tên cái tác phẩm này là Thất Ngôn Phổ Thế. Thất Ngôn Phổ Thế, cái hàm ý rằng đây là một thần thái của một một bậc nào đó, nó không hề đơn giản. Thì cả nhà cùng nhìn xem cái thần thái của nó rất đặc biệt. Một cái cây xanh cổ mà nó có một cái thân pháp rất là tuyệt vời. Và cây này thì có cái điều rất là thú vị, nó lại là bảy bông. Các cụ ngày xưa gọi là thất hiền, bảy bông. Nhưng mà tôi thì muốn thay đổi nó đi. Hàm ý rằng là đời con người ta thì trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng trong cuộc đời một bậc vĩ nhân thì như tôi đúc kết là có bảy cái câu nói nó rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc, và nó có thể dùng một cái từ gọi là bao trùm thiên hạ, là phổ thế mà. Đấy. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì tôi sẽ không nói về cái ý nghĩa phổ thế, không nói về ý nghĩa của thất ngôn. Đấy. Để một ngày nào đó tôi sẽ giải thích cái tên ý nghĩa của cái tác phẩm này tại Festival Sinh Vật Cảnh Thủ Đô. Đấy. Ý nghĩa của nó là, tên của tác phẩm là Thất Ngôn Phổ Thế. Đấy. Thất ngôn đơn giản bây giờ hiểu là bảy bông, còn phổ thế thì từ tính. Được chưa? Tiếp tục mời cả nhà sang bên này, tôi đặt tên tiếp. Mấy cái này phải nói là đặt tên là rất là khó, nó không đơn giản như là nhiều người nghĩ. Nhưng mà thôi thì tôi cũng được gọi là mọi người nhờ thì cứ đặt tên, thì mọi người cứ cho ý kiến sau. Mọi người có thể nhìn thấy là cái cây này nó như nào ạ? Tôi xin đặt tên cho cái tác phẩm này là Tam Giao Bạch Thụ. Thì về hình thái thì nói đơn giản là nó có ba cái thân, ba cái cành, thì đúng hơn nó tương đối là to và bằng nhau. Một cái này thì chạy hoành, một cái này thì chạy siêu, một cái này thì lên trực. Thì ba cái nó giao nhau tại một điểm, và thân của nó thì là rất là trắng. Nên là tôi mới gọi là tam giao, tức là ba thân, ba cành giao vào nhau. Bạch thụ là thân nó màu trắng tất cả, từ trên xuống dưới. Tôi gọi là tam giao bạch thụ. Đơn giản vậy thôi, không gì ghê gớm cả. Thể hiện là một cây xanh rất là quý, có cái sự kết hợp hài hòa. Đấy, vậy thôi. À, tiếp theo thì không phải cây này không nhỉ? Không phải là cây này không nhỉ? À, cây này tôi xin đặt tên cho nó là Phong Thanh Tuế Nguyệt. Thì về mặt cơ bản, cái cây này nó là một cái cây có thể tách nó thành hai phần, thần chủ và cái hoành nó khác nhau. Đó. Hình dung thế nào thì hình dung, đến đoạn này nó cũng phê rồi, cũng chẳng biết nghĩ nó cái gì. Và cái này cũng là một cái điều ước rằng là luôn luôn mong muốn cái tác phẩm này lúc nào nó cũng trường tồn với thời gian, lúc nào nó cũng giữ được cái vẻ thanh xuân của nó, và lúc nào nó cũng thể hiện được cái giá trị thời gian trên thân pháp, trên thần thái của tác phẩm, gọi là Thanh Xuân Tế Nguyệt. Một cái tác phẩm mà tôi cũng nhìn cũng khá là lâu mới quyết định đặt tên được cho nó. À, thân trực thì nó cũng biến, và nó cũng có được cái thời gian năm tháng, như là cái tem nó rất là trắng, rồi cái phần hoành là phần gọi là tuế nguyệt, nét thời gian thể hiện rất rõ ràng trong cái tác phẩm này, đúng không ạ? Thế còn sang cái tác phẩm này, tôi phải ghi vào đây vì nó quá nhiều.
tôi sẽ đặt tên cho cái tác phẩm này là Trường Căn Phong Thạch. À, trường căn, căn tức là phần rễ. Trường căn là một cái khoảng rễ rất dài, nó vừa là cái phần rễ gió nó xuống, vừa là phần rễ bệ nó chạy. Và để có được một cái rễ trên xuống và nó chạy ngang, nó biến như thế này thì đòi hỏi một cái sự, tức là cái tính thời gian của nó rất là nhiều. Nó không phải tự nhiên mà nó có được cái đường rễ nó ra nó dài như này mà nó biến như thế này, đúng không ạ? Nó rất là khó. Và như chúng ta, những người mà đã từng chơi cây thì hiểu rằng là chúng ta cần phải chờ đợi rất nhiều. Trường căn phong thạch ở đây là một cái thể hiện một cái giá trị thời gian 5 tháng để tạo lên một tác phẩm. Và cây thì có một cái đường nét phía trên là gió tự nhiên, còn dưới là một phần bệ đá một cách được tạo tác một cách cũng rất là đơn giản, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa vân nhân văn rất là sâu sắc, thể hiện được cái giá trị thời gian từ trên xuống dưới đối với lại một cái cây xanh đã trải qua 5 tháng nó tạo ra được cái đường nét như thế này. Đấy, là đối với cái tác phẩm này là một cây xanh quê, tôi đặt tên là Trường Căn Phong Thạch. Đấy, như quý vị nhìn xem, đối với những người mà đã từng trải qua và từng gọi là chơi cây rất dài rất lâu rồi thì thử nhìn xem là cái bộ bệ rễ này, đúng không ạ, nó có nhiều tuổi không và nó bao nhiêu năm rồi mới được ra được cái màu tem của cái bệ rễ như thế này. Đấy, ở này cây thì ở trên này quý vị các bạn thấy là một cái cây nét tự nhiên như là một cái khoảng trời với rất nhiều những cái đám mây, và gió này là gió la đà bay rất tự nhiên. Đấy, cây theo kiểu dạng nét buông xuống như là một cây dáng vàng, những bệ rễ thì ôm đá thể hiện nét thời gian đã hóa hết rồi. Đó, Trường Căn Phong Thạch. Thạch ở đây có nghĩa là cũng còn thể hiện là rễ nó cũng đã hoa thạch, và thạch ở đây thì cũng đã chuyển màu. Đây là một cái câu chuyện ý nghĩa thể hiện cái giá trị thời gian 5 tháng của cái tác phẩm này. Đấy. Rồi bây giờ thì còn một tác phẩm nữa nó ngay bên kia. Xin mời chúng quý vị cùng sang đấy để xem là tôi sẽ đặt tên cho cái tác phẩm đây như thế nào. Một cái cây xanh quê thật sự là rất là quý, quý ơi là quý luôn. Cây này thì nó có một cái nét nguyên bản thì tôi đoán nó là một cái cây long, nhưng mà nó là một cái cây xanh già kinh khủng khiếp, già già ơi là già luôn. Cây này mà hoàn thiện đi chơi thì cũng đẳng cấp, đẳng cấp đấy. Xét về tuổi thì trong vườn này chắc chắn là cây này nó nhiều tuổi nhất. Nói thật sự nếu mà nói về dùng đúng nghĩa thì đây là một cái gần như là một cây long mà nó là một cây xanh quê thì mới là khó. Một cây long mà Nam Điền thì rất là bình thường, nhưng một cây long mà xanh quê thì gần như là một cái sự, là một bảo bối cất giữ rất là lâu rồi. À, cây này nó rất là tuyệt vời, đẹp, dáng đẹp, thân đẹp và nó già kinh khủng. Dèo ơi, quá là quý. Nó gần như là một dạng bảo vật được cất giữ. Mà cây này thì nó lại ôm thạch, đúng không? Đây là cây này nó ôm thạch, ôm đá. Gai người không? Gai người luôn. Kinh khủng khiếp, đá với lại rễ với thân nó gần như là hòa quyện vào nhau. Kinh thật. Và tôi xin quyết định đặt tên cho cái tác phẩm này là Bảo Long Hòa Thạch, tức là rễ đá hòa quyện vào nhau rất là chặt chẽ.
và là gần như là một thể thống nhất, không còn cái sự phân biệt, bởi vì là nó là một cái cây xanh cực kỳ là già, già kinh khủng khiếp luôn. Đúng chắc chắn cây này là cung thì nó là một cây cung long rồi, không thể nào chạy đi đâu được. Và nó đã biến hóa tầm cỡ như thế này, và tương lai thì đây sẽ một trong những cái tác phẩm cực kỳ quý. Và nếu như nó mà xuất hiện tại sân chơi festival lần này thì sẽ rất nhiều người trầm trồ tán thán, vì nó là một cái cây xanh đẹp, tất cả nu từ dưới lên trên thân nó mèo ấy, bộ đế nó già kinh khủng khiếp như thế này, thật sự là đáng trân trọng. Lâu lắm rồi cũng lại thấy được một cái cây xanh rất đặc biệt như vậy. À, trong này còn rất là nhiều những cây khác nữa đây, kiểu dạng nét cổ rồi kì. Về Tiền Hải Thái Bình là khai sinh cho một số tác phẩm. Thế mà nói về cái câu chuyện này, có rất nhiều là các cụ ở đây đang ngự, thế mà nhiều tuổi lắm rồi hôm nay mới được khai sinh. Mình còn bé thì đẻ ra cả là phải có tên, gọi là khỏi bào, coi như giấy khai sinh luôn. Mà rất là vui được các chú các anh tin tưởng, và cũng là tạo tiền đề để cho các tác phẩm từ nay giờ đi đã có cái danh rồi, cái danh nó sẽ có cái phận. Và tôi tin rằng những tác phẩm mà đã được đặt tên thì trước sau gì nó cũng có giá trị rất là cao. Và cũng xin chúc cho tất cả quý vị các bạn tiếp tục thành công với cái đam mê của mình, và hãy cố gắng làm sao để làm ra được những một số những cái tác phẩm đặc biệt. Hãy đặt tên cho các tác phẩm của mình, về tương lai là những cái tác phẩm có tên như thế này mà nổi tiếng thì sẽ được lưu danh trên bách khoa toàn thư về sinh vật cảnh Việt Nam. Tôi là Hoàng Lịch Thiệp, chơi cây không khó mà lại còn sướng nữa.